Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình là đã khá rồi. Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được điếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, trong những ngày qua chúng ta được lắng nghe phúc âm của Thánh Matthew chương 10. Khởi đầu hôm ngày thứ tư, Chúa Giêsu mời gọi 12 thánh tông đồ đi theo Chúa để sau này thay Chúa để loan báo tin mừng cho muôn dân. Và rồi sau đó thì Chúa Giêsu chuẩn bị những hành trang cho các tông đồ mà mình sắp sai đi. Đó là những lời căn dặn. Là ngày thứ năm. Và ngày hôm qua, ngày thứ sáu, Chúa Giêsu cũng tiên báo cho các ông biết trên con đường thi hành sứ vụ đó các ông sẽ gặp những chống đối, ngay cả những bắt hại. Và hôm nay đây, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ và đưa ra những lời căn dặn, khích lệ, dù sẽ gặp những khó khăn ở trong đời sống loan báo tin mừng, sứ giả của tin mừng đó, nhưng các ông đừng sợ. Chúa Giêsu nói: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ gọi chủ nhà là Ben-Zebul thì người nhà huống chi là người nhà của Ngài. Dù bị vu khống nhưng người môn đệ không được lo sợ mà hãy can đảm rao giảng lời Chúa một cách công khai. Chúa Giêsu nói thêm: Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không thố lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai thì hãy loan báo trên mái nhà. Vì đâu mà Chúa Giêsu
bảo các môn đệ của Ngài là đừng sợ những người chống đối hay bắt hại mình. Chúa Giêsu cũng đã đưa ra những lý do mà chúng ta sẽ thấy đây. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Và rồi nếu những kẻ bắt bớ chỉ có thể giết được thân xác, mạng sống ở trên trần gian, thì ngược lại Thiên Chúa mới là đấng nắm giữ cái sự sống đời đời, và quyền năng của Ngài mới có thể hủy diệt con người cả hồn lẫn xác. Và sau cùng Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng sợ những người đời cùng những bắt bớ của họ, vì đối với những người lắng nghe, tin theo và rao truyền lời của Chúa, nếu có phải hy sinh mạng sống của mình, thì Chúa Giêsu hứa rằng trong ngày phán xét Ngài sẽ tuyên xưng họ, sẽ bảo vệ họ trước mặt Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha trên trời. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, nhìn lại lịch sử của giáo hội đã trải qua không biết bao nhiêu những cuộc bách hại cách này cách khác, nhiều thế kỷ đó đây. Thế nhưng những người môn đệ của Chúa và những người tin vào Chúa đã mạnh mẽ ở trong đức tin, dù mang trong con người của mình với những yếu đuối của thân phận con người, nhưng các ngài đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, đã can đảm sống niềm tin và loan báo tin mừng của Chúa, đến nỗi nếu cần cũng có thể dám lấy mạng sống của mình để minh chứng cho đức tin chân chính mà mình đã tin. Và bởi đó chúng ta mới được biết Chúa ngày hôm nay và tin Chúa như cuộc sống của chúng ta đang tin. Chúng ta cảm ơn các vị tiền nhân của chúng ta. Và giờ đây phần của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn trong đời sống đạo mà hàng ngày chúng ta đang phải đương đầu, hay bị cách bách hại cách này cách khác trong sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta, thì những lời trấn an và khích lệ của Chúa Giêsu đối với lại các tông đồ ngày xưa cũng là những lời khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người chúng ta được can đảm đón nhận những hy sinh, những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí ngay cả những hiểu lầm hay là những bách hại của người đời, để chúng ta được trở nên giống Chúa, để làm chứng cho Chúa và tin mừng của Chúa. Nhờ vậy chúng ta cũng được Chúa Giêsu Kitô tuyên nhận chúng ta trước mặt Chúa Cha là đấng ngự trên trời, và đón nhận chúng ta vào sự sống vĩnh cửu trong nước Ngài. Amen.